Đôi mắt trắng giả có thể nhìn xuyên thấu tất cả mọi thứ. Trên đời này còn tồn tại một người như thế sao? Cùng tụi mình giải mã luôn nhé. Cô gái có đôi mắt nhìn xuyên thấu mọi vật. Sáng thức dậy ngắm mình trong gương, tự nhiên là nhìn xuyên thấu được tim gan phèo phổi đang hoạt động. Nếu là bạn, bạn sẽ thấy như thế nào? Chứ gặp mình thì chắc mình xỉu 3 ngày 3 đêm luôn quá. Vâng, cái việc kỳ bí này đã xảy ra với cô bé Laura Scatro tại Miramar, Florida của Mỹ. Được biết sau ngày sinh nhật lần thứ 10, đôi mắt Laura bỗng trở nên trắng đục, trong đen đã biến mất hoàn toàn, nhìn không khác gì ma nữ cả. Ngay lập tức, mẹ Laura đã chở cô bé đến bệnh viện. Thế nhưng, bác sĩ nói rằng em không mắc bệnh gì cả. Điều đặc biệt là Laura không hề cảm thấy đau đớn, vướng víu gì. Hơn nữa, cô bé còn nhìn rõ mọi thứ gấp mấy lần trước đây. Cơ mà mọi việc chưa dừng lại ở đó. Ít ngày sau, Laura khóc thét gọi mẹ và nói rằng mình có thể nhìn xuyên thấu được mọi vật. Cô bé chỉ vào ngực mình và bảo rằng còn có thể thấy cả quả tim đang đập phập phồng từng nhịp nữa. Một lần nữa, Laura lại được đưa đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ đã đặt trước mặt cô bé một khối bê tông lớn có bề dày 10cm và đặt một cây viết phía sau đó. Và Laura đã gọi tên chính xác đồ vật sau khối bê tông trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của tất cả mọi người. Được biết trong đêm tối, mắt của Laura như cái đèn pin vậy, cái gì cô bé cũng thấy hết trơn. Cơ mà tiện lợi là thế, nhưng chính cái trong mắt trắng đã khiến Laura bị cách ly và phân biệt đối xử tại trường học. Bạn bè nói cô bé bị quỷ ám và chửi bới con bé thầm tệ. Trước những lời dị nghị ấy, Laura đã nhất quyết nghỉ học và trốn biệt trong phòng. Rất may là nhờ có sự động viên của gia đình, cô bé đã quay trở lại trường và dần quen với đôi mắt trắng ngầu ấy. Được biết các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để có thể giúp cô bé trở lại bình thường. Còn bây giờ, tất cả chúng ta hãy gửi lời chúc tốt đẹp, động viên đến cô bé Laura xinh xắn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ video thú vị nào nhé.